Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin không gãi ngứa được Lê Thanh Hải, Nguyễn Phú Trọng đem Tất Thành Cang ra chút giận. Tính của ông Nguyễn Phú Trọng hay là đánh chó đá mèo? Trường hợp này, người dân Việt Nam đã chứng kiến cách hành xử của ông Nguyễn Phú Trọng đối với ông Đinh La Thăng. Có thể nói vụ án Đinh La Thăng là vụ điển hình cho cách hành xử như vậy. Đã 10 năm, trong đó có 5 năm ông Nguyễn Tân Dũng tại chức và 5 năm ông Nguyễn Tân Dũng đã nghỉ hưu, mà ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa đưa được ông Nguyễn Tân Dũng vào lò. Không đốt được cây thì ông Trọng đành tỉa cành. Thuộc hạ của ông Nguyễn Tân Dũng đã bị chút giận bởi đơn giản, tại vì người đó là thuộc hạ của ông Dũng. Người mà từng làm cho ông Trọng nuốt không trôi khi phải nghẹn ngào khóc ở Hội nghị Trung ương 6 khóa 11. Nỗi hận đó có lẽ giờ đây ông Nguyễn Phú Trọng đã chút hết lên đầu ông Đinh La Thăng. Càng bất lực trước ông Nguyễn Tân Dũng thì ông Nguyễn Phú Trọng càng hành hạ ông Đinh La Thăng nhiều hơn. Giờ đây ông Đinh La Thăng đã bị lôi ra tòa 4 lần và bị buộc tội phải bồi thường thiệt hại số tiền rất lớn lên tới 830 tỷ đồng. Tính ra ông Đinh La Thăng còn may, chứ ông Trần Bắc Hà thì không được như vậy. Trần Bắc Hà vốn là đàn em thân tín của Nguyễn Tân Dũng, nắm mảng ngân hàng. Khi ông Nguyễn Phú Trọng cho bắt giam Trần Bắc Hà thì không biết vì lý do gì, có phải là do chút giận quá tay hay không mà ông Trần Bắc Hà đã chết tại đơn cơ quan tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng. Đây là hình ảnh ông Đinh La Thăng được ví như cái bao to để ông Nguyễn Phú Trọng chút giận vào. Được biết đàn em thân tín của Nguyễn Tân Dũng có 3 người, đó là ông Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hải và Trần Bắc Hà. Trong đó ông Trần Bắc Hà thì chết khi tạm giam. Đinh La Thăng thì bị lôi từ tòa án này đến tòa án khác, chỉ còn một mình Hoàng Trung Hải là tương đối an toàn. Sở dĩ Hoàng Trung Hải tránh được sự hành hạ của Nguyễn Phú Trọng là bởi vì ông Hoàng Trung Hải theo khả năng có dính đến yếu tố Trung Quốc mà ông Nguyễn Phú Trọng đành phải chùn tay. Đấy là những gì mà ông Nguyễn Phú Trọng đã cư xử với đàn em của Nguyễn Tân Dũng. Nếu ông Trọng mà lôi được Nguyễn Tân Dũng ra tòa thì có thể những người kia không bị ông chút giận đến như vậy. Người Trung Hoa cũng có câu quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Ông Nguyễn Phú Trọng là con người dường như đã sống theo tiêu chuẩn ấy của người xưa bên Trung Quốc. Hiện nay, ngoài ông Nguyễn Tân Dũng, thì Lê Thanh Hải là một đối tượng mà ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn đánh. Cũng có thể nói Lê Thanh Hải đối thủ là đối thủ rất cứng cựa, sẵn sàng thách thức, sức chiến dịch đốt lò của ông Trọng không khác gì ông Nguyễn Tân Dũng. Vì vậy, ai là thuộc hạ của Lê Thanh Hải thì nên chuẩn bị tâm lý như vậy là vừa. Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ chút giận lên nếu ông không làm gì được Lê Thanh Hải. Và cấp dưới của ông Lê Thanh Hải trong tay Nguyễn Phú Trọng bao gồm những ai? Phải nói rằng người đệ ruột của ông Lê Thanh Hải có thể kể ra như Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua, Tất Thành Cang, Nguyễn Hữu Tín, Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Thanh Nhàn, Vi Nhật Tảo, Nguyễn Thành Rum, Đào Anh Kiệt, Lê Văn Thanh, Huỳnh Kim Phát, Lê Tấn Hùng, vân vân. Trong đó hầu hết đang sổ khám, còn lại chỉ hai người vững nhất, đó là ông Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua. Có thể nói bắt hàng chục thuộc hạ của ông Lê Thanh Hải thì dễ, nhưng bắt Lê Thanh Hải thì rất khó. Như tờ Thời báo đã nói ở những bản tin trước đưa tin thì gia tộc Lê Trường vẫn rất mạnh, không dễ cho Nguyễn Phú Trọng phá được. Phe cánh của gia tộc Lê Trường đã bám rễ từ trung ương đến địa phương. Thêm vào đó, liên minh giữa Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua chưa bao giờ chặt chẽ như hiện nay và chưa bao giờ họ khăng khít như hiện nay vì họ đang cùng chung số phận. Nếu bị tóm một người thì có khả năng cả ba đều bị bắt. Được biết, sở dĩ đến giờ này dù có dùng ông Nguyễn Văn Nên thì cho tới khi thời điểm hiện tại ông Nguyễn Phú Trọng chỉ bẻ được một trụ trong tứ trụ quyền lực ngầm ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu nói ông Nguyễn Tân Dũng từng là bộ ba thân cận là Hoàng Trung Hải, Đinh La Thăng, Trần Bắc Hà, thì Lê Thanh Hải cũng có bộ ba thân cận như vậy, đó là Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua, Tất Thành Cang. Vì vậy, rất có thể ông Nguyễn Phú Trọng sẽ chút giận lên đầu Đinh La Thăng như thế nào, thì ông ta cũng sẽ chút giận lên đầu Tất Thành Cang y hệt như vậy. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng và Tất Thành Cang. Được biết vào ngày 22 tháng 3, báo chí cũng đồng loạt thông báo Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng ra xem xét khai trừ khỏi Đảng ông Tất Thành Cang do thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng,
Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật nhà nước về công tác quản lý sử dụng tài sản nhà nước tại công ty một thành viên phát triển công nghệ nghiệp Tân Thuận IPC và công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn Sadeco. Đây là một động thái dọn đường có cơn mưa tội lỗi trút lên đầu Tất Thành Cang. Được biết từ khi bị bắt, ông Nguyễn Văn Nên vẫn gặp khó khăn trong việc tước đảng tịch đối với ông Tất Thành Cang. Tại vướng chỉ thị 15 của Trung ương Đảng nên các nhân viên điều tra thuộc cơ quan cảnh sát điều tra thành phố không dám thẳng tay. Ngay cả Nguyễn Văn Nên muốn tước đảng tịch của Tất Thành Cang còn khó, chứ nói gì đến cảnh sát điều tra. Và ông Tất Thành Cang đâu chỉ mang cho mình một sai phạm. Sai phạm tại Sadeco là sai phạm nhỏ. Sai phạm tại Thủ Thiêm mới là sai phạm khủng khiếp. Nó có thể khui ra bộ tam còn lại là Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa. Và cho đến giờ phút này có thể đặt ra câu hỏi là ông Tất Thành Cang cứng đầu hay đang được chống lưng. Phải mất hơn 2 năm sau khi nhận án kỷ luật cách chức, ông Tất Thành Cang vẫn tiếp tục bị đề nghị khai trừ ra khỏi đảng do những sai phạm trong thời gian công tác. 2 năm qua, tại sao ông Nguyễn Phú Trọng không khai trừ ra khỏi đảng Tất Thành Cang thì đó cũng là một câu hỏi mà xã hội đặt ra. Đến bây giờ mới khai trừ đảng thì có thể là quá muộn. Trước đó vào chiều ngày 16 tháng 12 năm 2020, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nguyên Phó Bí thư Thành ủy Tất Thành Cang nhiệm kỳ 2015-2020 với cáo buộc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật Hình sự. Điều đáng nói là Trung ương Đảng đã cách hết chức vụ do Hà Nội trao cho ông Tất Thành Cang từ rất sớm, từ cuối năm 2018 chứ không phải mới đây. Ấy vậy mà phải mất gần 2 năm thì Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mới tạm đình chỉ tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân đối với ông Tất Thành Cang theo điều 101 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Và việc tước bỏ chức vụ của ông Tất Thành Cang khó khăn cũng vì sự bao che của chính quyền thành phố. Bất chấp ông Nguyễn Thiện Nhân được Nguyễn Phú Trọng cử về thành phố lột chức Tất Thành Cang thì ông Nhân vẫn không thể làm được điều này. Theo thông tin dò rỉ cho biết, sở dĩ ông Nguyễn Phú Trọng tước bỏ quyền lực và tước rất khó khăn như vậy bởi vì ông Trọng vấp phải sự phản kháng mãnh liệt từ những người thân tín của bộ tứ như Hải, Quân, Đùa, Cang. Điều đó cho thấy thế lực của ba người trong bộ tứ là Hải, Quân và Đùa còn rất mạnh. Đây là hình ảnh ông Tất Thành Cang và Lê Thanh Hải. Ông Tất Thành Cang sinh năm 1971, quê Long An, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, dự khuyết và khóa 12. Từ năm 2004 đến năm 2009, ông là Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và giữ vị trí Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 2. Và từ năm 2009 cho đến năm 2012, từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 6 năm 2014, ông Cang làm Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2016 cho đến tháng 12 năm 2018. Tất Thành Cang là người được Lê Thanh Hải cất nhắc, việc xử lý Tất Thành Cang khó khăn không phải vì sự chống đối Tất Thành Cang quá quyết liệt mà là thế lực chống lưng cho ông Cang còn quá mạnh. Rất có thể ông Nguyễn Phú Trọng đã bó tay trước ông Lê Thanh Hải như trường hợp của ông Nguyễn Tấn Dũng. Và lột đảng tịch chuẩn bị cho ông Trọng chút giận là câu hỏi mà dư luận đang đặt ra. Cùng bắt với Tất Thành Cang còn có ít nhất 18 người, trong đó có Tề Chí Dũng, nguyên Tổng Giám đốc IPC, Trần Công Thiện, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Thị Thanh Phúc, Tổng Giám đốc Sadeco, Lê Hoàng Minh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty IPC, Phạm Văn Thông, nguyên Phó Chánh án Văn phòng Thành ủy, Huỳnh Phước Long, nguyên chuyên viên Văn phòng Thành ủy, nguyên thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Sadeco, công ty con của IPC. Tuy nhiên, dù bắt bao nhiêu người khác cũng không làm quan trọng bằng việc bắt được Tất Thành Cang. Nếu muốn khui ra vụ án lớn lấy danh tiếng, ông Nguyễn Phú Trọng chỉ nhắm vào Tất Thành Cang mà thôi. Được biết, vào ngày 26 tháng 12 năm 2018, Hội nghị Trung ương thứ 9 khóa 12 thông qua việc kỷ luật ông Tất Thành Cang bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường
Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020 vì đã có những khuyết điểm vi phạm rất nghiêm trọng. Đây là hình ảnh rất có thể ông Tất Thành Cang giống ông Đinh La Thăng cũng thành bao bố để ông Nguyễn Phú Trọng chút giận. Trước hội nghị này một tháng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận ông Tất Thành Cang đã có vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi phạm thẩm quyền, quy trình xử lý công việc, vi phạm quy định của Thành ủy về quản lý sử dụng tài sản của doanh nghiệp thuộc sở hữu của Đảng bộ thành phố. Trong thời gian giữ cương vị Thành ủy, Ủy viên Hội đồng Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, ông Cang đã vi phạm pháp luật về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng. Ông Cang cũng được xác định có sai phạm trong việc chấp thuận chủ trương cho công ty một thành viên đầu tư xây dựng Tân Thuận vốn 100% vốn thuộc văn phòng Thành ủy bán tới 320.000 m2 đất ở Phước Kiển, Nhà Bè, rẻ hơn giá thị trường, không đúng thẩm quyền và chưa đúng quy định. Như vậy, có thể nói ông Tất Thành Cang sai phạm rất khủng lộng khiếp, lột chức thì lại khó. Đến hơn 2 năm, ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Văn Nên mới thực sự thành công việc này. Dự đoán khi khuất phục được kẻ đứng đầu thì rất có thể ông Nguyễn Phú Trọng áp dụng bài quân tử trả thù 10 năm chưa muộn như đã làm với ông Đinh La Thăng. Cũng rất có thể là như vậy. Sắp tới đây, ông Tất Thành Cang sẽ phải hứng đòn trả thù của ông Nguyễn Phú Trọng nếu ông Trọng vẫn chưa làm gì được ông Lê Thanh Hà ở thời gian tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm D ngày hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2021 với bản tin Không gãi ngứa được Lê Thanh Hải, Nguyễn Phú Trọng đem Tất Thành Cang ra chút giận. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm D.